thả ngựa. Dạ. Lữ đoàn trưởng là hướng bến đò Hà Qua. Hà Trường Thanh thành công rồi. Fujita, xem đi, non sông tươi đẹp như vậy mà người Trung Quốc không biết trân trọng. Họ sinh sống trên mảnh đất này mấy ngàn năm. Cuộc sống cơm no áo ấm khiến họ mất cảnh giác lâu rồi. Uổng phí hết một đặc sứ. Tiêu rồi. Rút mà, rút mà. Nhanh lên, nhanh lên. Tiểu đoàn trưởng, nhiều lính Nhật quá, chúng ta không rút lui được. Sao lại nhiều lính Nhật quá vậy? Xem ra Dương bảo tôi đi đợi ở đây rồi. Cầm lấy, đưa lựu đạn cho tôi. Lựu đạn đi. Còn ai có nữa? Chỗ này có. Tất cả nghe đi. Lát nữa chỉ có một cơ hội thôi. Cậu dẫn người xong ra ngoài. Xong được mấy người thì hay mấy người. Tôi nói cậu biết, chỉ lựu đạn vừa nổ thì các cậu xông ra ngoài. Chạy nhanh lên. Tôi không chạy. Chạy nhanh lên. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Mau rút đi. Trương Khang, sao cậu tới đây? Nhảm nhí, tới cứu anh. Tôi không cần cậu cứu, tôi có thể khống chế tình hình này. Vậy mà nói là có thể khống chế sao? Được, anh khống chế đi, tôi rút trước đi. Trương Khang, đừng nói nhiều, rút nhanh lên, rút mau. Tiểu đoàn trưởng Trương, chúng ta tạm biệt tại đây đi. Tôi đại diện tiểu đoàn trưởng và các anh em. Cảm ơn các anh. Người một nhà không cần phải nói cảm ơn. Trương Khang, tôi kêu cậu hộ tống đội gài mìn mà cậu chạy tới đây làm gì? Bản thân anh muốn nộp mạng, đừng kéo theo các anh em. Lần này anh được nể mặt. Cận gia lữ đoàn trưởng cận cũng nghe anh sai khiến. Được, có cơ hội tôi nhất định tới đó nói cảm ơn.
Khi ở Sơn Đông, anh có nói với tôi một câu. Câu gì? Là lo trước không lo sau. Nghĩa là sao? Anh có thấy đánh trận này có cảm giác lo trước không lo sau không? Tôi cũng đâu ngờ chỗ này lại mai phục nhiều lính Nhật như vậy. Bây giờ anh đã hiểu được tình cảnh của tôi rồi chứ. Chúng ta dẫn lính, nhiều khi đánh trận quả thật lo trước không lo được sao. Đúng, cậu nói không sai. Nếu như bây giờ tôi vẫn là tham mưu, tôi tuyệt đối không làm như vậy. Anh bạn, tôi đã hiểu cậu rồi. Bảo trọng. Được, hẹn ngày gặp lại. Hẹn ngày gặp lại. Đi. Bọn Nhật đến rồi. Ngoài mặt Hashimoto rất bình tĩnh, nhưng không giấu được sự sốt ruột trong lòng. Hành động chậm chạp của lữ đoàn Ikeda khiến anh tức giận. Anh biết, nếu như bộ đội của anh nán lại ở đây quá lâu, thì mục đích chiến lược của họ sẽ bị đối thủ phát hiện bất cứ lúc nào. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Cậu kia, đâm đi, đừng, đừng giết tôi mà. Đừng mà. Đại đội binh mới được bổ sung này chưa từng giết qua người. Rút. Rút. Lữ đoàn trưởng, bộ đội tiên phong đi đến đâu rồi? Một tiếng trước tôi có liên lạc với họ. Họ đang tiêu diệt mấy thôn dọc theo đường đi. Không đụng độ đội quân Trung Quốc sao? Chỉ có tớp nhỏ của Tân Thước Quân và đội du kích kháng cự thôi. Chạy nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Trung đoàn trưởng, bọn Nhật này đã sát hại 6 thôn dọc đường đi. Hòa thượng, có đếm chưa? Mấy chiếc xe hơi? Báo số ít, 23 chiếc. 23 chiếc. Cũng khoảng một đại đội rồi. Rút. Dạ. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Bọn Nhật tới rồi, rút mau. Đi. Truyền lệnh xuống dưới, ngừng tiến lên. Dạ, ngừng tiến lên. Bây giờ chúng ta đi tới đâu rồi? Bản đồ. Đằng trước là Tiêm Sa Chủy. Vùng này địa hình phức tạp.
Nói với đội ngũ phía trước, trong lúc hành quân phải thật cẩn thận. Dạ. Quân địch chắc chắn không mai phục ở chỗ này đâu. Nơi này cách huyện thành Trường Tân chưa tới 60 dặm. Quân đội Trung Quốc chưa có ai có cái gan đó. Nhưng mà cẩn thận cũng là chuyện cần thiết. Dạ. Truyền lệnh xuống, lục soát, tiến lên. Dạ. Qua đó coi đi. Bắn. Lữ đoàn trưởng, một đám giặc nhỏ thôi, mặc kệ nó, tiếp tục tiến lên. Dạ. Bồ câu. Đi, tới chỗ tiếp theo. Trung đoàn trưởng, nghe bên đó có vẻ náo nhiệt quá. Được rồi, đừng nói nữa. Chúng ta tới chỗ tiếp theo chờ họ đi. Dạ, đi mau, đi, đi. Báo cáo, phát hiện đằng trước có mấy thứ đồ lạ, đội ngũ đã dừng lại không tiến lên nữa. Là cái gì? Là mấy tấm vải viết chữ Hán. Qua đó coi sao. Dạ, mời. Chậm thôi. Chậm thôi, chậm thôi. Trên tấm vải đó viết gì vậy? Viết mấy câu mắng chửi. Lữ đoàn trưởng, tôi không dám dịch đúng sự thật đâu. Hashimoto, Hashimoto, mày không phải dưa thì còn ai nữa? Dưa. Dưa nghĩa là gì? Nghĩa là ngu ngốc đó, trưởng quan. Còn gì nữa? Bọn Nhật mày không phải tôm thì còn ai nữa? Tôm nghĩa là gì? Là chỉ bọn nhát gan. Hình như là tiếng Tứ Xuyên Trung Quốc. Tiếng Tứ Xuyên. Báo cáo, Lữ đoàn trưởng, nhận được bộ câu đưa thư của Trung đoàn trưởng Trương, quân Nhật đang ở khu vực 1. Người phá rối của Tân Thứ Quân và quân ta đã tiến hành phá rối đợt đầu tiên rồi. Tốt. Chú ý đón bộ câu đưa thư của các tiểu đội. Dạ. Báo cáo, phát hiện một chiếc giày cỏ. Tìm được ở đâu? Nhặt được bên đường. Tứ Xuyên. Trưởng quan, lấy nó xuống. Dạ. Lấy nó xuống cho tôi. Dạ. Khốn kiếp. Lệnh cho đội ngũ lập tức san bằng đường bộ,
Tiếp tục tiến lên. Dạ. Đi mau lên. Thả bồ câu. Thả bồ câu. Nằm xuống. Lập tức lệnh cho đội ngũ tiêu diệt đám giặc cỏ này. Dạ. Mau lên, mau lên. Đừng để bọn Nhật đuổi kịp. Mau lên, mau lên. Tất cả mau lên. Tất cả mau lên. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Khốn kiếp. Báo cáo, có chuyện gì vậy? Giữa đường có một cái hố rất sâu, xe không thể chạy qua được. Lệnh cho công binh mau chóng lấp hố đi. Dạ. Nếu đi với tốc độ này thì tới tối cũng chưa tới được Hạ Trang. Truyền lệnh, pháo hạng nặng và xe vận chuyển chờ tại chỗ. Bộ binh và kỵ binh tăng tốc tiến lên. Dạ. Báo cáo, nhận được tin của Trung đoàn trưởng Trương, quân Nhật xuất hiện ở khu vực số 2. Đường bộ đã bị phá hoại, xe vận chuyển và pháo hạng nặng bị chặn lại ở khu vực số 2. Bộ binh và kỵ binh tiếp tục đi về hướng Hạ Trang. Làm tốt lắm. Truyền lệnh, vị trí pháo binh không được để lộ mục tiêu. Dạ. Giặc Nhật. Đây chính là Hạ Trang sao? Phải. Đi đường bộ phải qua thôn Trang này sao? Đúng vậy, Hạ Trang là thung lũng, nằm giữa hai ngọn núi. Muốn tới Hạ Trang phải đi qua đó. Đi qua Hạ Trang chính là Hồng Hà. Núi kẹp hai bên, thung lũng chật hẹp, là tử địa đối với nhà binh. Truyền lệnh, súng cối, pháo bộ binh bắn lên hai bên sườn núi. Dạ. Bắn. Báo cáo, sau khi bắn pháo, trong thôn không có ai chạy ra, nhưng cửa thôn phát hiện có rất nhiều quân nhân và một tấm vải có viết chữ Hán. Dạ. Mồ chôn giặc Nhật. Đối thủ của chúng ta hết kiềm chế nổi rồi. Dạ. Bọn chúng biết, từ Hạ Trang đến đèo Đại Hồng Sơn rất khó phòng thủ.
nên cử đi mấy nhóm quân nhỏ quấy nhiễu quân ta, với mục đích là làm chậm lại tốc độ hành quân của quân ta. Chờ pháo hạng nặng và xe vận chuyển của chúng ta tới nơi là có thể tiến thẳng tới Hạ Trang. Nhưng mà tôi chỉ sợ bọn chúng đang định ở Hạ Trang giở trò quỷ gì đó. Khả năng rất thấp. Tại sao chứ? Theo máy bay trinh sát cho biết, phía trước đèo Đại Hồng Sơn, chủ lực của quân đội Trung Quốc đang làm công sự. Nếu ở Hạ Trang có hành động nhằm vào quân ta, bọn chúng sẽ không đủ binh lực. Thứ hai, quả lực lúc nãy cho thấy trong rừng cây xanh quanh vùng núi này không thể nào có nhiều quân mai phục. Thứ ba, bọn chúng ngoài phái các nhóm nhỏ đi quấy nhiễu thì không có hành động gì ra hồn. Vậy không phải đã rất rõ rồi sao? Bọn chúng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để phục kích chúng ta. Báo cáo, trung đội xe vận chuyển đã tới nơi. Đại đội pháo hạng nặng thì sao? Hiện tại chỉ có xe vận chuyển qua được đoạn đường bị phá. Đại đội pháo hạng nặng tạm thời chưa qua được. Chừng nào mới sang bằng đường xong? Phải mất thêm 5 tiếng nữa. Dạ. Báo cáo, sư đoàn trưởng gửi điện khẩn, đọc. Lữ đoàn Ikeda đã đi vào thung lũng Thanh Phong Lĩnh. Có dấu hiệu cho thấy quân đội Trung Quốc có ý đồ ngăn cản lữ đoàn Ikeda. Hội hợp với quân ta nên đã bao vây lữ đoàn Ikeda. Lệnh cho quân ta bằng bất cứ giá nào phải nhanh chóng đi qua đèo Đại Hồng Sơn, tức tốc tới Thanh Phong Lĩnh hội hợp với lữ đoàn Ikeda. Truyền lệnh, dạ. Bộ binh đằng trước đi đối phó nhóm quân quấy nhiễu của địch. Xe vận chuyển tiến lên, tức tốc đi qua Hạ Trang. Dạ. Đừng quản, cố gắng bình tĩnh, chuẩn bị, bắn. Bắn. Mọi người giữ vững vị trí, chờ tới gần rồi bắn. Bắn. Rút. Nếu pháo hạng nặng có thể tới nơi, tôi sẽ san bằng thôn này thành bình địa. Ngày mai quân địch sẽ biết uy lực của pháo hạng nặng chúng ta. Truyền lệnh, tức tốc chiếm lĩnh Hạ Trang. Dạ. Bọn Nhật vào Hạ Trang rồi. Có cần kêu Trương Khang rút khỏi đó không? Bọn Trương Khang có thể đã rút đi rồi. Gửi tín hiệu. Dạ.
Trung đoàn trưởng, Lữ đoàn trưởng gửi tin tới, báo cáo các anh em tới cầu đá tập trung chuẩn bị phá cầu và rút mau. Phim được dịch bởi Lồng Tiếng. Rút mau. iFilm TV. Rút. Mau lên. Kích nổ đi. Trung đoàn trưởng không nổ. Lựu đạn, quăng lựu đạn cho nổ đi, mau. Để bọn Nhật cho tôi. Đưa lựu đạn cho tôi, mau lên. Trung đoàn trưởng, đưa tôi mau lên. Trung đoàn trưởng, anh không thể đi. Lão Tân. Tần Phúc Tài. Rút mau. Rút. Lữ đoàn trưởng, mặt cầu đã bị phá hủy hoàn toàn. Có thể sửa không? Được. Nhưng cần có thời gian. Phải mất bao lâu? Mất khoảng 10 tiếng đồng hồ. Còn chỗ nào có thể qua sông được nữa hay không? Hạ du cách đây 20 km, có một chỗ qua được. Nhưng chỉ có bộ binh và kỵ binh qua được thôi. Xe vận chuyển và pháo hàng nặng thì không thể. Lũ chuột đáng ghét này. Lệnh cho công binh xây lại cầu bằng tốc độ nhanh nhất cho tôi. Dạ. Thông báo cho đội ngũ cắm trại tại chỗ, chừng nào cầu sửa xong lúc đó sẽ đi. Dạ. Đi báo một tiếng tôi muốn gặp Lữ đoàn trưởng. Lữ đoàn trưởng không cho ai quấy rầy. Vậy thì cứ ăn uống đi. Lát nữa tiễn tụi nó lên Tây Thiên. Đừng gấp. Chờ tụi nó ngủ hết rồi hãy ra tay. Qua mấy tiếng nữa pháo hàng nặng của địch cũng tới nơi rồi. May mà pháo dùng trong trận ngày hôm nay toàn là sơn pháo và súng cối. Nếu là pháo hạng nặng, cả thôn đã tan tành rồi. Lần này Tân Thứ Quân và nhân dân đã giúp chúng ta rất nhiều. Trương Khang, Lý Ba, cậu chú ý hắn một chút. Sao vậy? Thằng nhóc đó thần thần bí bí tới tìm tôi. Nói có người đi theo cậu tới chỗ chúng ta. Hỏi tôi có biết không? Bị tôi chặn họng lại rồi. Mình không thừa nhận, hắn có thể làm gì được?
Yên tâm đi, có tôi ở đây, không bị gì đâu. Lữ đoàn trưởng, tôi đang nghĩ tới chuyện khác. Cậu nghĩ tới chuyện gì? Tôi đang nghĩ tới Tần Phúc Tài. Phải, hôm nay nhờ có cậu ấy. Nếu không bọn Nhật xông qua cầu, kế hoạch của chúng ta coi như thất bại hết. Ngay cả người thật thà như Tần Phúc Tài còn có thể làm được chuyện có tâm huyết như vậy. Trung Quốc phải có bao nhiêu Tần Phúc Tài chứ? Trận chiến này chúng ta thắng chắc rồi. Đó là đương nhiên. Qua 2 tiếng nữa, chúng ta tiễn bọn Nhật về với ông bà. Đi, tới chỗ đặt pháo xem sao. Được. Anh Fujita sao? Là tôi. Vào đây đi. Ngồi đi. Trưởng quan, đại đội pháo hạng nặng đã tới nơi rồi. Cầu sửa tới đâu rồi? Công binh đang dốc toàn lực sửa cầu. Chắc chỉ mất 2-3 tiếng nữa thôi. Chúng ta đã trì hoãn ở đây nửa ngày, không biết bên chỗ Ikeda sao rồi nữa. Theo lệnh của sư đoàn trưởng, đáng lẽ tối nay chúng ta sẽ tụ họp với bọn họ. Chúng ta trì hoãn như vậy, lữ đoàn Ikeda sẽ rơi vào tình huống khó khăn. Tôi tin sức chiến đấu của lữ đoàn Ikeda. Quân đội Trung Quốc không thể nào nuốt chửng được họ. Lữ đoàn trưởng, tôi thấy hơi lo. Lỡ quân địch nhân lúc chúng ta không phòng bị, nửa đêm từ hai bên sườn núi đánh vào, chúng ta sẽ lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Sự lo lắng này đúng là rất cần thiết. Như vậy đi, để đề phòng bất trắc, tăng gấp đôi số trạm gác của chúng ta. Lúc tất cả binh sĩ ngủ cũng phải duy trì cảnh giới, súng không rời tay. Ngoài ra, cử ra một đội lục soát, xóa toàn bộ những nguy hiểm tiềm tàng. Tôi sẽ đích thân đi làm. Vất vả rồi. Trương Khang, sao không đi nữa? Tới rồi. Tới rồi. Các anh em, ra đây hết đi. Mẹ nói chứ, ghê gớm thật. Trương Khang, trên núi không cần cậu lo nữa. Cậu đi chỉ huy trận địa súng máy ở cửa thôn đi. Không thể hoàn toàn chặn đứng bọn Nhật được. Cố hết sức diệt chúng thôi. Lồng tiếng tại dạ. iFilm TV. Đi đi. Chuẩn bị chiến đấu. Dạ. Hòa thượng, kịch hay bắt đầu rồi. Chuẩn bị chiến đấu.
Tập hợp, mau chóng tập hợp. Tập hợp đội ngũ, toàn lực phản công. Lữ đoàn trưởng, chúng ta rút lui đi. Tất cả tập hợp, không nghe tôi nói hả? Lập tức phản công, lữ đoàn trưởng mau rút lui đi. Không nghe mệnh lệnh của tôi phải không? Mau bám sát theo. Mau đưa lữ đoàn trưởng thoát khỏi vòng dây. Nằm xuống. Giết. Coi chừng. Lữ đoàn trưởng, lữ đoàn trưởng. Đây là súng gì vậy? Đây không phải là súng, đây là máy chụp hình. Máy chụp hình à? Nhìn bên đó. Muốn trốn. Trung đoàn trưởng, trung đoàn trưởng. Ai kêu cô qua đây? Bên đó có người trốn rồi.
cô lên làm gì? Ở đó đuổi theo mau. Chết rồi sao? Sao cô biết dùng súng? Tôi từng đi săn, tôi bắn hắn như heo rừng. Là quan lớn à? Quan không nhỏ. Cô bắn chuẩn xác đó. Nhà chồng tôi nhiều đời đi săn. Ở trên núi làm gì có con mồi nào đứng im chờ anh bắn chứ. Nếu cô là đàn ông, chắc chắn sẽ là lính giỏi. Vậy nữ không thể làm lính sao? Vợ anh Hạ Thu Dung chẳng phải là lính sao? Cô nói vợ ai? Hạ Thu Dung không phải là vợ anh à? Bây giờ cô ấy chưa phải là vợ tôi. Tóm lại là vợ anh, chỉ chưa qua cửa. Cô ấy là lính y tế, không giống chúng tôi. Mặc kệ lính gì, cho làm lính là được. Xuất hiện rồi. Xong rồi. Bọn quỷ tới rồi. Trung đoàn trưởng là người của chúng ta. Trời không diệt ta. Trung đoàn trưởng, anh nghĩ là ai nổ? Còn ai được? Trong tập đoàn quân ta, người chúng ta làm vụ mua bán lớn này chỉ có nhóm Tiêu Râu Quay Nón, Quế Phương. Nhìn rõ chút, mở mắt to ra. Trong nhóm người nổ cầu đó chắc chắn có Trường Sinh nhà cô. Trương, Lão Tiền, lệnh đội quân xuất phát về bến đò đã định. Mau, rõ rồi, đi. Trường Sinh, đi, thành công rồi. Nhìn gì hả? Đi mau. Râu Quay Nón, Râu Quay Nón, tôi cảm giác Quế Phương ở gần đây. Cậu nhớ vợ phát điên rồi hả? Không có, tôi có cảm giác thật. Trường Sinh, Râu Quay Nón nói anh biết. Bây giờ Quế Phương đang tìm tôi biết. Trường Sinh, hãy chúng ta quay về tìm, đừng làm can. Trường Sinh, tin tôi, đây là tiền tuyến. Nếu vợ cậu tới, sớm muộn cũng gặp được. Đi, đi. Mau, tăng tốc, mau. Đi mau. Trung đoàn trưởng, cắt đuôi bọn quỷ rồi. Tốt quá. Quế Phương, vừa rồi cô gào gì trên núi? Trường Sinh, cô thấy cậu ấy rồi à? Không có. Cậu chụp tôi à? Chụp tôi làm gì? Tôi chỉ cảm thấy hình như anh ấy ở đó. Xin lỗi, suýt nữa gây chuyện lớn rồi. Quế Phương nghe tôi nói, đây là đánh trận, không như ở núi Tứ Xuyên, cô hiểu không? Tôi biết, tôi chỉ muốn biết chừng nào tôi mới gặp được Trường Sinh. Chuyện này khó nói. Ngoài ra dù hai người gặp lại, cậu ấy cũng không thể nhận cô. Đây là kỷ luật của họ. Nhưng cô yên tâm, chỉ cần cô ngoan ngoãn ở trong đội tôi, hai người nhất định gặp lại. Họ hành động ở vùng này. Phải rồi, anh nói với tôi anh ấy làm việc gì đó. Tình báo. Tình báo. Phải làm bao lâu? Tới khi diệt sạch bọn quỷ. Vậy chừng nào mới diệt sạch?
phải xem một ngày diệt bao nhiêu tên. Nếu một ngày diệt 10 tên, phải diệt 10 năm. Nếu có thể diệt 100 tên chỉ cần 1 năm. Vậy tôi cũng phải làm lính. Tôi cũng giúp anh ấy diệt bọn quỷ, diệt thêm tên nào hay tên đó. Diệt bọn quỷ không cần cô, đó là chuyện của đàn ông chúng tôi. Vậy tôi biết trị thương. Cô biết trị thương à? Lúc ở bộ chỉ huy sư đoàn, cả bác sĩ Hoàng cũng gọi tôi là nữ hoa đà đó. Vậy sao? Anh không tin cứ hỏi Thu Dung. Phải rồi Quế Phương, tôi hỏi cô một chuyện. Chuyện gì? Bây giờ Thu Dung sao rồi? Thu Dung rất tốt. Bây giờ cô ấy rất bận. Vì từ lúc giáo sư Hoàng hy sinh, cả bộ chỉ huy sư đoàn chỉ mình cô ấy biết mổ. Sao vậy? Nhớ cô ấy à? Không có, tiện thể hỏi thôi. Chủ yếu là tôi lo cho an toàn của cô ấy. Cô nghĩ đi, một cô gái lặn lội đường xa ra tiền tuyến, nguy hiểm biết bao. Anh xem thường phụ nữ chúng tôi, anh xem. Chẳng phải tôi cũng một mình tới núi Đại Hoa này sao? Đi mấy ngày trời, đi mấy trăm dặm, chẳng phải không hề hấn gì à? Quế Phương, cô tính cô rất giống tôi. Phóng viên Tiết, lần đầu ra chiến trường hả? Có cảm nhận gì? Chết đi sống lại, sợ không? Sợ. Sợ. Chị Cát Di, tôi đọc thư của chị rồi. Quả thật, tôi kính phục sự kiên cường của chị biết bao. Còn về Trương Khang, nói thật lòng, lúc tôi nhìn thấy chị ở bên anh ấy, cảm giác đầu tiên của tôi là sợ hãi, chứ không phải là ghen tị. Bởi vì lúc anh ấy ở bên tôi, chưa từng cười thư thái như vậy. Thời gian qua, tôi luôn nghĩ anh ấy ở bên tôi rốt cuộc là vì tình cảm hay là điều gì? Có lẽ chị mới là người hợp với anh ấy nhất. Cát Di, anh tới rồi. Tìm anh à? Cho anh xem thứ này. Em nghĩ có lẽ cô ấy hiểu lầm rồi. Mấy ngày này không có nhiệm vụ, tranh thủ đi thăm cô ấy đi. Các gì? Trung đoàn trưởng. Trung đoàn trưởng. Chuyện gì? Trung đoàn trưởng, lữ đoàn trưởng kêu anh đi bộ đội chỉ huy lữ đoàn ngay. Tôi đi ngay. Đi đi. Được. Lữ đoàn trưởng, tới rồi. Tìm tôi có chuyện gì? Chuyện rắc rối, phải cậu đi mới được. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Nhìn đây đi. Trấn Cao, khu địch chiếm. Đúng. Cậu dẫn một tiểu đội cải trang thành dân thường, lén vào khu phòng thủ địch. Tới quán trọ Nguyên Long ở Trấn Cao, sẽ có người tiếp ứng các cậu. Người đó sẽ dẫn các cậu vào khu phòng thủ. Người nào? Tôi cũng không rõ. Có điều lệnh bộ trưởng quan chiến khu không từ mọi giá, phải bảo đảm an toàn của người này. Cũng có nghĩa là các cậu có chết hết, người này cũng không được có chuyện gì. Người nào quan trọng vậy? Đây là ám ngữ. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Nhớ kỹ. Toàn lữ đoàn, tùy cậu chọn, nhưng không được quá nhiều người. Chuyện hệ trọng. Đi đường cẩn thận. Rõ. Đi đi. Người này tên Tô Triệu Hiên, là chuyên viên cho ông chủ Đới Lạp mời từ Mỹ về. Giống dĩ bên quân thống sắp xếp anh ta đi Trùng Khánh, nhưng không ngờ anh ta vừa tới Thượng Hải đã bị người số 76 Uông Tinh Vệ bắt. Người Nhật rất xem trọng người này, bây giờ đã chuyển giao cho người Nhật, đồng thời áp giải tới đây. Thành Kinh. Đúng, Thành Kinh. Giờ anh ta bị giam trong trại giam quân Nhật ở Thành Kinh. Bị giam trong trại à? Vậy chẳng phải muốn chúng ta cướp ngục sao? Cướp người từ trại giam của người Nhật, vụ mua bán này không dễ làm.
đều cảm thấy không thể, phải không? Dù thế nào cũng phải làm. Cấp trên ra lệnh cho chúng ta, muốn chúng ta lẻn vào thành kinh, phối hợp đội cơn bão cứu Tô Triệu Hiền. Sau khi thành công hộ tống anh ấy tới Trấn Cao, bên đó có người tiếp ứng chúng ta. Giới chừng không được có sai sót gì, phải tuyệt đối bảo đảm an toàn của Tô Triệu Hiền. Người gì mà quan trọng vậy? Là một chuyên gia mật mã. Phá giải mật mã gì? Mật mã thông tin. Người đó đúng là quá quan trọng. Tôi hiểu rồi. Bọn quỷ bắt hắn về xem ra là muốn giải mã thông tin của chúng ta. Không sai. Đây mới là nguyên nhân chúng ta phải giải cứu. Cứu anh ta làm cái gì? Giết anh ta chẳng phải đơn giản hơn sao? Nói nhảm. Cậu có biết nếu có thể cứu anh ta ra sẽ có lợi ích lớn lao như thế nào với chúng ta không? Một sư đoàn, một quân đoàn, một tập đoàn quân cũng không bằng. Mau nghĩ cách đi. Nghĩ cách. Trưởng quan, anh tìm tôi. Quế Phương tới rồi. Chẳng phải cô luôn nói muốn làm lính sao? Cuối cùng anh chịu cho tôi làm lính rồi à? Cùng chúng tôi đi làm nhiệm vụ giết bọn quỷ. Gần như vậy, ý tương tự. Vậy là làm gì? Không có gì, lát nữa nói sao. Cô về chuẩn bị đi. Được. Các vị chúc ngon miệng. Chúc ngon miệng. Chúc ngon miệng. Hai vị tới rồi à? Chưởng quỹ Tạ có đây không? Anh tìm chưởng quỹ hả? Chưởng quỹ có người tìm. Tại hạ họ Tạ, hai vị có gì dặn dò? Anh chính là chưởng quỹ Tạ, đúng. Chào chưởng quỹ Tạ, nghe nói chỗ anh cần rượu. Cậu là... Tại hạ là người buôn rượu. Cậu có rượu gì? Rượu Tứ Xuyên. Tôi chỉ cần rượu Lô Châu. Tôi bán vừa hay là rượu Lô Châu. Tôi cần rượu ủ 20 năm trở lên. 20 năm không có, 15 năm được không? 15 năm cũng được. Mời lên lầu. Mời, mời. Canh chừng ở đây. Cậu ngồi một lát, họ sẽ tới ngay. Ông chủ Tiêu, ông chủ Dương, hân hạnh, hân hạnh. Mọi người yên tâm nói, bên dưới có người của chúng ta. Được. Lão Tiêu, Trương Sinh, Tham Mưu Dương, vất vả rồi, ngồi, ngồi đi. Tham Mưu Dương, theo tình báo đáng tin của nội ứng, Tô Triệu Hiên tiên sinh mấy ngày này sẽ bị giải tới Đông Bắc. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Vậy đi. Lão Tiêu, anh vẫn giữ liên lạc với mấy nội ứng đó. Lát nữa tôi dẫn mấy người tới trạm xe lửa xem thử. Được. Trường Sinh, tôi nói chuyện này với cậu. Chuyện gì Tham Mưu Dương? Có một người luôn tìm anh. Ai? Vợ cậu Trịnh Quế Phương. Quế Phương tới thật rồi. Tôi nói mà, râu quay nón, anh nhớ không? Hôm đó ở bờ sông tôi đã cảm thấy Quế Phương ở gần đó, anh còn không tin. Tham Mưu Dương, bây giờ Quế Phương có ổn không? Cô ấy ở đâu? Ở chỗ tôi, cậu yên tâm. Ở chỗ anh chắc chắn tôi yên tâm. Quan khách món ăn của anh đây. Phiên dịch từ khách quý, khách quý. Người đâu? Mời lên phòng riêng. Chào anh, chào anh. Tôi giới thiệu với mọi người, đây là phiên dịch của Bộ Tư lệnh Quân Nhật thành Kinh Châu Châu. Phiên dịch từ, người của mình, yên tâm. Chào anh Dương Bảo. Chào anh. Thời gian đã định, ngày mai chúng sẽ lên xe lửa đưa Tô tiên sinh. Đây là bản đồ của thành Kinh Châu Châu. Đây là Bộ Tư lệnh Quân Nhật. Đây là trại giam, đây là trạm xe lửa. Tôi muốn xác nhận chúng ta cướp ngục trước có khả năng không? Tuyệt đối không có khả năng. Trại giam bọn quỷ có trọng binh canh giữ, tốt nhất là ra tay trên đường từ trại giam tới trạm xe lửa. Không thể. Vừa rồi chúng tôi cũng có nghĩ tới, dù thành công cũng rất là khó thoát thân. Vậy cũng phải. Một khi bọn quỷ phát hiện Tô Triệu Hiên bị cướp, chắc chắn sẽ giới nghiêm toàn thành. Trạm xe lửa này thì sao? Trạm xe lửa cũng canh phòng nghiêm ngặt. Hơn nữa đông người, một khi ra tay khó tránh hại người vô tội. Tôi hy vọng mọi người nhớ mấy điểm sau. Thứ nhất, nhất định phải bảo đảm an toàn cho Tô Triệu Hiên. Thứ hai, phải tránh xung đột trực diện với bọn quỷ. Thứ ba, còn phải đảm bảo sau khi cứu thành công có thể rút lui an toàn. Có thể kéo giãn thời gian không? Làm sao kéo? Xe lửa mấy giờ? 2 giờ rưỡi chiều. Mấy giờ bọn quỷ tới trại giam đón người? Khoảng 2 giờ.
Từ trại giam tới trạm xe lửa cần bao lâu? Khoảng 15 phút. Không được, thời gian quá gấp. Anh có thể tìm cách đưa Tô Triệu Hiên ra trước không? Tôi cố gắng thử xem. Nếu làm được tôi sẽ tranh thủ sớm hơn 20 phút. Được, Từ tiên sinh. Nếu anh có thể đưa Tô Triệu Hiên tới trạm xe lửa sớm hơn, tôi sẽ có cách. Nhưng nếu không thể đưa người ra trước, chúng ta phải làm sao? Vậy chỉ có thể trực tiếp ra tay ở trạm xe lửa. Một khi hành động thất bại, xử bắn Tô Triệu Hiên. Quyết không thể bọn quỷ đưa anh ta tới Đông Bắc. Tha Mưu Dương, đây là lệnh của cấp trên sao? Các anh đừng quản, tôi gánh mọi trách nhiệm. Tô tiên sinh, Thái quân tới thăm anh. Tô tiên sinh, anh là khách của chúng tôi. Chúng tôi mời anh tới làm khách. Chưa từng quen biết, tại sao mời tôi làm khách? Huống chi có kiểu mời người tới trại giam làm khách không? Tô tiên sinh, mong anh lượng thứ. Chúng tôi cũng không còn cách nào, vì quá nhiều người muốn mời anh. Có chuyện gì cứ nói thẳng. Chúng tôi hy vọng anh có thể hợp tác với chúng tôi, hợp tác với các người. Tôi là một thư sinh, có gì để hợp tác với các người chứ? Tô tiên sinh nói đùa rồi. Danh tiếng của tiên sinh như sấm bên tai. Chúng tôi cũng ngưỡng mộ tài năng của tiên sinh từ lâu. Không cần phải nói nhiều nữa. Các người hoặc là thả tôi ra, hoặc là giết tôi. Tô tiên sinh, như người Trung Quốc hay nói, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Câu này quá nực cười. Hợp tác với các người là thức thời à? Nếu tôi không hợp tác thì sao? Thái quân bớt giận. Để tôi khuyên anh ta. Cậu Từ, nói với hắn, chúng tôi không có nhiều thời gian đấu võ mồm với hắn. Rõ. Tô tiên sinh, mời hút thuốc. Tô tiên sinh, mấy ngày nữa hoàng quân sẽ đưa anh tới Đông Bắc. Đông Bắc. Hút điếu thuốc đi. Tô tiên sinh, non xanh còn đó, sợ gì không củi đốt. Cơm này nhất định phải ăn. Người đâu? Có. Đổi cơm cho Tô tiên sinh. Rõ. Tô tiên sinh, nhất định phải ăn cơm. Hai ngày nữa tôi lại tới. Đợi người cứu. Người phiên dịch. Xuất phát. Tôi nghe. Rõ. Tôi qua ngay. Tư lệnh. Vào đi. Được. Được. Đã sắp xếp chu toàn. Được, nhất định bảo đảm an toàn cho Tô Triệu Hiên. Cậu xem báo cáo này,
mau chóng đánh dấu địa điểm trên bản đồ. Rõ. Tối nay tôi làm. Không, làm ngay. Áp giải Tô Triệu Hiên. Cậu không cần phải đi, tôi đích thân đi. Rõ. Bộ Tư lệnh Thành Kinh Châu Châu, Hoàng quân Nhật Bản. Các anh, lên. Có thể vào rồi. Trại giam Thành Kinh Châu Châu. Cậu đi tìm phiên dịch từ tới cho tôi. Rõ. Tôi tới đón Tô Thiên Sinh. Rõ. Tô Tiên Sinh, chúng tôi tới đón anh. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Báo cáo, phiên dịch từ ra ngoài rồi. Ra ngoài à? Đi đâu? Lính gác ngoài cổng nói anh ta cầm thủ lệnh của ngài đi trại giam đón Tô Triệu Hiên rồi. Cái gì? Alo, nối máy cho trại giam. Alo, alo, người đâu? Cậu dẫn người đi trại giam ngay. Rõ. Cậu và tôi đi trạm xe lửa. Rõ. Trại giam Thành Kinh Châu Châu. Trạm xe lửa Thành Kinh Châu Châu.
Mau, mấy người canh chừng bên ngoài, người khác theo tôi vào trong. Rõ. Mau, tới rồi. Anh qua đây. Anh là Tô Triệu Hiên. Quế Phương nhà anh ở trên trạm xe. Nếu không có gì, cô ấy sẽ quàng khăn đỏ. Nếu có quàng khăn là có nguy hiểm. Quế Phương, mau vào trong, đi mau. Dương Trường Sinh và Trịnh Quế Phương không ngờ vợ chồng họ lại trùng phùng trong trường hợp này. Bốn mắt nhìn nhau, lại chỉ có thể âm thầm gọi nhau. Nhưng chỉ một lần vội vàng này với họ mà nói đã đủ rồi. Biết đôi bên còn sống chính là an ủi lớn nhất. Thành Kinh Châu Châu. Chúng tôi phụng lệnh chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Xin lỗi, chúng tôi không nhận được lệnh liên quan. Hành động của Bộ Tư lệnh còn cần anh phê duyệt sao? Hắn là ai? Mau, theo sát. Mau, theo sát. Lão Tổng, mau giúp tôi với. Tránh ra, bên đó có người mua thuốc không trả tiền cho tôi. Tránh ra, anh mau giúp tôi. Mau giúp tôi với Lão Tổng. Tránh ra, hắn không trả tiền. Tránh ra, anh giúp tôi với. Đi, đi, hắn không trả tiền. Anh mau giúp tôi đi mà, Lão Tổng. Mau giúp tôi, buông ra. Anh mau giúp tôi với Lão Tổng. Lão Tổng mau giúp tôi đi mà. Tránh ra, đồ khốn. Mau, lên mau. Mau, mau lên. Minh Đạt, Trường Sinh, tranh thủ khống chế đầu xe lửa. Đi mau. Rõ, được. Không tiền chứ gì. Cầm tiền cút mau. Biết. Tránh ra. Tránh ra đồ khốn. Chạy mau, chạy mau. Chạy mau. Chạy mau lên. Lão Tư, mau lên xe. Chạy mau. Giết người rồi. Chạy mau. Mau lên, lên xe, mau. Mau.
Mau khiêng đi. Lão Tiêu, anh biết phiên dịch từ tên gì không? Không biết, chỉ biết họ Từ. Đều tại tôi. Trường Sinh, cậu cũng không cần lo. Quế Phương rất nhanh nhạy, chưa kể ngoài trạm xe có người của chúng ta tiếp ứng. Cậu yên tâm, cậu không lo là giả. Tin tôi. Tới Trùng Khánh, phiền anh hỏi thăm đồng bào Thứ Xuyên giúp chúng tôi. Nói là chúng tôi ở tiền tuyến rất nhớ họ. Tôi nhất định chuyển lời. Đi thôi, mau đi thôi, chú ý an toàn. Đi. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Cái gì? Cướp đi rồi à? Rõ. Rõ. Ai bị cướp rồi? Tô Triệu Hiên. Tô Triệu Hiên, người Trung Quốc. Hắn làm gì? Người này là giáo sư ở Đại học Missouri nước Mỹ, là chuyên gia số học, tinh thông lập và giải mật mã, được quân thống đặc biệt mời từ Mỹ về. Đặc công của Uông Tinh Vệ đã bắt được hắn ở Thượng Hải, giao cho chúng ta giải tới thành Kinh Châu Châu. Hôm qua ở thành Kinh Châu Châu, hắn đã bị cướp đi rồi. Fujita, anh cho rằng hắn sẽ đi đâu? Đi về Tây. Đi về Tây. Từ thành Kinh Châu Châu đi về phía Tây, đi qua Ngạc Bắc, sau cùng tới Trùng Khánh. Đây là khả năng duy nhất. Vậy chắc chắn hắn sẽ đi qua khu phòng thủ của chúng ta. Fujita, anh cảm thấy chúng sẽ đi đường nào? Chỗ này ải phi tiên. Lý do, từ khu phòng thủ tới Ngạc Bắc tổng cộng có 3 đường, đều trong khu phòng thủ của ta. Mà đường ải phi tiên này cách khu phòng thủ của địch gần nhất, chúng sẽ không bỏ gần đi xa. Có lý. Ra khỏi ải phi tiên chính là nơi quân cận kế trung trú đóng. Ra lệnh, trung đội Matsumoto ở ải phi tiên lập tức phong tỏa đường đi lại, gửi điện báo cho Sakai, kêu cậu ta lập tức rút một trung đội chi viện ải phi tiên. Đại đội Kono lập tức vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đề phòng lữ đoàn cận kế trung tập kích. Rõ. Nối máy trung đội Sakai. Đây là La Điềm. Đi về phía Tây chính là ải phi tiên. Qua ải phi tiên chính là khu phòng thủ của ta. Tới đó nhiệm vụ của chúng ta xem như kết thúc. Cuối cùng cũng về nhà. Tô tiên sinh, bọn quỷ không dễ dàng tha cho chúng ta. Trung đoàn trưởng, cậu lại quên hả? Bên ngoài gọi tôi là ông chủ, cậu là nhị trưởng quỷ. Tôi là nhị trưởng quỷ. Ông chủ, theo tôi biết, ải phi tiên là ải duy nhất đi tới trấn cao. Chắc chắn bọn quỷ sẽ phòng bị ở đó. Tìm quán trọ ở lại đã. Dân, dân. Trưởng quan không có. Dẫn đi. Quân gia. Đi, đi. Các anh không thể vu oan người tốt. Tôi là dân lành mà. Tôi có giấy dân lành đó. Dân lành cái gì? Về rồi từ từ nói. Đi, quân gia, đi. Tôi là dân lành thật mà. Quân gia, đi mà. Quân gia, mau lên. Quân gia.
Chào trưởng quỹ, chúng tôi thuê phòng. Xin lỗi quan khách, bây giờ đầy khách rồi. Trùng hợp vậy, đầy khách rồi à? Không phải ông sợ chúng tôi không trả nổi chứ? Đầy khách thật, quan khách. Các cậu định đi đâu? Mấy người chúng tôi là thương nhân từ Hán Khẩu tới, muốn đi Tứ Xuyên nhập ít trà. Bên Tứ Xuyên e là không đi được. Tôi không hiểu. Ông nói đâu không đi được? Ải Phi Tiên đó, ở đó bị phong tỏa rồi. Quan quân và Hoàng Hiệp quân bắt người khắp nơi. Chỗ chúng tôi ở đều là đợi mở ải qua đó. Được, cảm ơn. Vậy không phiền ông nữa. Đừng khách sáo. Được, đi thong thả nha. Đi. Chưởng quỹ, sao ông đuổi người ta đi? Chẳng phải chúng ta còn phòng trống sao? Nhìn cách ăn mặc của họ không giống người làm ăn bình thường. Vậy là ai? Làm lính à? Đây... À, quốc dân? Hay là... Tôi đâu biết. Nhưng làm nghề như chúng ta gặp nhiều người rồi. Tôi liếc nhìn là biết hắn làm gì. Vậy chúng ta mau báo hoàng quân. Nói gì vậy? Làm nghề này không được đắc tội phe nào hết. Đuổi họ đi là được rồi. Học hỏi chút đi. Nghỉ ngơi tại chỗ. Lý Đồng Sinh, cảnh giác, rõ. Ông chủ, bước tiếp theo tính sao đây? Mấy cậu ở tại chỗ đợi lệnh. Lát nữa tôi với nhị trưởng quỹ đi ải phi tiên xem thử. Các cậu ở đây, chú ý cảnh giác. Dương tiên sinh, có rắc rối à? Không rắc rối, Tô tiên sinh. Anh ở đây nghỉ cho khỏe là được. Tôi không mệt. Tô tiên sinh yên tâm. Tử lao bọn quỷ chúng ta cũng xông ra được. Còn không xông qua ải phi tiên cỏn con này sao? Hai cậu ở đây đợi lệnh, chú ý cảnh giác. Nếu có nguy hiểm phải bảo đảm an toàn cho Tô tiên sinh. Rõ. Nhị chứng quỷ, chúng ta đi. Được. Trung đội trưởng Âu, tiên quý, ngồi đi. Tìm tôi có chuyện gì gấp vậy? Mấy người mà anh muốn tìm có lẽ đã tới La Điếm rồi. Chuyện là sao? Nói mà. Được rồi, ra ngoài. Nói mà. Sáng nay mấy người tới quán trọ tôi thuê phòng bị trưởng quỹ đuổi đi rồi. Tôi thấy mấy người đó rất giống mấy người mà anh muốn tìm. Họ làm gì? Họ nói là thương nhân từ Hán Khẩu tới, là dân buôn trà. Nhưng tôi thấy họ không giống dân buôn, khẩu âm không đúng. Phim được dịch và lồng tiếng. Phải thương nhân không? Sao cậu nhìn ra được? Kinh doanh đi khắp Nam Bắc, khẩu âm vùng nào cũng có. Chưởng quỹ nói mấy người đó nhìn thôi đã biết là làm lính. Trong đó có một người đeo kính, khoảng 40 mấy, tóc hoa râm, rất giống người mà anh muốn tìm. Đeo kính à? Đúng, đúng, có khả năng đó. Tiền quý, lần này nếu là chúng thật, cậu lập công lớn đó. Trung đội trưởng Âu, vậy cái đó cậu nói tiền thưởng à? Yên tâm, không thiếu đâu. Có điều, chuyện này chỉ có tôi biết, cậu biết, không được để lộ tin tức gì, hiểu chứ? Hiểu rồi.
Nếu cậu để lộ tin để chúng trốn thoát, nói cậu biết, không chỉ mất tiền thưởng, cả mạng nhỏ của cậu cũng mất luôn, hiểu chứ? Được, được. Vậy tôi đi nhé, trung đội trưởng. Đi đi. Xem ra xong liều là không được. Vậy tính sao đây? Về La Điềm. Tiền quý nhắc tới chính là mấy người này. Vậy chuyện này hắn có nhắc với ai không? Chắc là không. Tôi hiểu rõ hắn. Tên nhóc này tham hắn muốn nuốt trọn tiền thưởng. Chưa kể tôi đã dặn hắn không được để lộ tin gì. Vậy đi, bây giờ anh đi tiệm gạo Mậu Nguyên, sau đó làm như tôi nói. Được, tôi đi ngay. Cho tôi gói thuốc. Có người theo dõi chúng ta. Tính sao đây? Chúng ta chia nhau đi. Nhớ kỹ, đừng vội quay đầu, cắt đuôi rồi đi. Rõ. Đứng im. Lén lút theo tôi làm gì? Dương đại công tử, anh đối xử với anh em vậy sao? Trương Khang, sao anh lại ở đây? Anh nói xem. Phụ trách tiếp ứng là các anh. Còn là ai được? Xem ra tôi còn phải học hỏi bản lĩnh theo dõi. Dẹp đi. Đây không phải là chỗ nói chuyện. Đi theo tôi. Tiệm gạo Mậu Nguyên. Ở đây. Tham mưu Dương, lão Ngô. Trước đó đã bàn rồi, chúng ta sẽ gặp ở trấn cao. Sao đột nhiên tới đây? Là vậy. Chúng tôi được biết bọn quỷ đột nhiên tăng cường cảnh bị ở ải Phi Tiên, chỉ cho vào không cho ra. Tôi cảm thấy chắc chắn chúng nhắm vào các anh. Để đề phòng bất trắc, bộ chỉ huy sư đoàn kêu tôi dẫn mười mấy người tới La Điềm gặp các anh. Vậy tôi hiểu rồi. Sao các anh biết chúng tôi đã tới vậy? Có phải các cậu đã vào một quán trọ? Có vào, sao vậy? Người làm ở quán trọ đó phát hiện các cậu bây giờ tới chỗ bọn quỷ báo tin, đợi nhận thưởng, vậy sao? Có điều may là Hoàng Hiệp Quân đó vừa hay là một nội ứng của đội du kích Tân Thứ Quân. Nội ứng đội du kích Tân Thứ Quân à? Anh, bây giờ người của các anh ở đâu? Họ ở trong khu rừng phía tây trấn. Lão Ngô, anh đi một chuyến, dẫn mấy anh em sắp xếp ổn thỏa cho họ. Lão Ngô, anh cầm cái này, nói với họ là được Tham Mưu Dương giao phó, họ sẽ hiểu. Rõ rồi. Lão Ngô, kêu anh ấy vào. Tôi đã đi ải Phi Tiên, phát hiện trọng binh địch canh ở đó. Liều xong qua là không thể. Đúng. Ở đó giống chỉ có một trung đội. Hôm qua trung đội Yamaguchi đồn trú La Điềm cũng đã qua đó. Lần này là hai trung đội rồi. Trương tiên sinh, người của mình
Đây là nội ứng tôi nói với anh. Trung đội trưởng Âu, Trung đội trưởng Dương Tiên Sinh. Dương Tiên Sinh, hân hạnh, chào anh, mời ngồi. Ngồi rồi nói. Trung đội trưởng, phiền anh nói qua lần nữa tình hình bọn quỷ ở La Điềm với Dương Tiên Sinh. Được, là vậy. Dương Tiên Sinh, Yamaguchi dẫn phần lớn binh mã đi ải phi tiên. Cứ điểm La Điềm chỉ có một tiểu đội địch và một trung đội ngụy quân trú thủ. Bọn quỷ chỉ huy chúng là một tên tiểu đội trưởng người Nhật. Về việc truy bắt Tô Triệu Hiên, các anh nhận được lệnh gì? Bắt sống. Một khi bắt sống phải canh giữ nghiêm ngặt. Nhất định phải bắt sống. Đúng. Vậy có thể nghĩ cách từ hướng này. Trung đội trưởng, trung đội ngụy quân của anh có thể kiểm soát không? Không thành vấn đề. Các anh em làm vậy cũng vì không còn cách nào, chỉ vì kiếm miếng cơm. Mọi người đều hiểu rõ, bọn quỷ bị tiêu diệt chỉ là chuyện sớm muộn, nên đều muốn lập chút công để rửa tội danh Hán gian. Vậy tôi có ý này, chỉ là hơi mạo hiểm. Nói xem. Hai người nghĩ xem, nếu muốn bọn quỷ ở ải phi tiên đều đi, phải có mồi nhử. Với Yamaguchi mà nói, mồi nhử lớn nhất là gì? Chắc chắn là Tô Triệu Hiên rồi. Nếu để Yamaguchi biết bắt được Tô Triệu Hiên ở La Điềm, vậy La Điềm chắc chắn quan trọng hơn ải phi tiên. Hơn nữa lúc đó La Điềm lại bị tập kích, chắc chắn Yamaguchi sẽ điều người về đây. Nên có thể giả thiết, nếu chúng ta là Hán gian, chúng ta bắt được Tô Triệu Hiên và chuyển anh ta tới cứ điểm bọn quỷ La Điềm, chắc chắn chúng sẽ báo Yamaguchi. Sau khi hắn biết tin chúng ta, lập tức tấn công La Điềm. Vậy Yamaguchi chắc chắn sẽ điều hết bọn quỷ ở ải phi tiên về La Điềm. Trước khi chúng điều người về, chúng ta chiếm cứ điểm La Điềm trước, sau đó mai phục ở giữa đường đi ải phi tiên. Đợi Yamaguchi đi qua đó, chúng ta lập tức tấn công ải phi tiên. Trương Khang, thật ra trước đó tôi đã nghĩ tới cách này, quá mạo hiểm. Không hề gì, họ không dám làm hại Tô Triệu Hiên. Yamaguchi đã hạ tử lệnh. Người anh em, thời gian quá gấp. Tôi cảm thấy phương án này có lẽ là khả thi nhất. Nếu không, nếu chúng ta không kịp thời đưa Tô Triệu Hiên đi, đợi diện quân bọn quỷ tới, chúng ta càng rắc rối. Được rồi, cứ sắp xếp vậy. Được. Phải rồi, trung đội trưởng. Trong Hoàng Hiệp quân ở ải phi tiên, anh có quen người nào không? Có một người, chắc là giúp được. Anh nói, người này tên là Uông Nhị Cẩu, đại đội trưởng đại đội 2 Hoàng Hiệp quân ải phi tiên. Anh ấy cùng thôn tôi, chúng tôi từ nhỏ lớn lên bên nhau, rất thân thiết. Vậy thì tốt, vậy đi. Tới lúc đó, tôi cải trang thành ngụy quân cùng trung đội trưởng giải Tô Triệu Hiên vào. Không được, tôi phải đi theo Tô Triệu Hiên, tôi cùng anh ấy vào cứ điểm bọn quỷ. Không được, không được cậu, vậy cứ sắp xếp vậy đi có được không? Được, vậy cậu đi. Tới lúc đó tôi với lão Dương và lão Ngô cải trang thành Hán gian ở hội Duy Trì lén vào. Lần này tới anh dẫn theo bao nhiêu người? Mười mấy người. Mười mấy người à? Cộng thêm bên tôi mới 20 người, không làm nên chuyện gì. Chuyện này cậu yên tâm, tới lúc đó chúng tôi sẽ có cách. Tới lúc đó là sao? Người anh em, không nên chậm trễ. Tôi cảm thấy hành động ngay đêm nay, cậu thấy sao? Đêm nay không thành vấn đề. Được, trung đội trưởng, bên lão Cao phiền anh đi báo giúp. Được, vậy giờ tôi đi ngay. Được. Trương Khang, lão Cao anh vừa nói là ai? Một người bạn, tới giúp thôi. Bạn gì? Cậu đừng quản nữa. Chúng ta đi cứ điểm bọn quỷ xem thử. Đi. Dương đại thiếu gia, không có tình hình gì chứ? Đi, về chuẩn bị. Xin đại tá yên tâm, quân tôi và trung đội Matsumoto sẽ canh giữ nghiêm ngặt ải phi tiên. Không có lệnh của lữ đoàn trưởng, tuyệt đối không rời vị trí.
Làm gì đó? Đứng lại, đứng lại. Đừng bắn, đừng bắn. Là tôi, Âu Phú Quý. Là trung đội trưởng Âu. Đúng, là tôi. Tôi Triệu Hiên, Hoàng quân muốn bắt, bị chúng tôi bắt được rồi. Các anh bắt hắn à? Đúng. Thái quân, đây chính là tôi Triệu Hiên mà chúng ta muốn bắt. Là hắn sao? Đúng. Đợi đó, tôi đi báo cáo. Thái quân Suzuki, là tôi, Âu Phú Quý. Tô Triệu Hiên. Tốt lắm. Anh, làm sao bắt được hắn? Mấy tên này đi quán trọ dùng bữa, bị anh em hội duy trì nhận ra nên bỏ thuốc vào thức ăn. Mấy người này là anh em hội duy trì tới xin thưởng. Yên tâm, phần thưởng rất lớn. Ngày mai tôi kêu Thái quân Yamaguchi đích thân phát cho các cậu. Hai người dẫn người này vào trước, còn lại về trước đi. Đi. Thái quân, Thái quân, đứng lại. Mai hãy tới. Trói hắn lại, trói hắn lại. Thái quân Suzuki, anh không gọi cho Thái quân Yamaguchi sao? Tôi phải thẩm vấn hắn trước. Anh là Tô Triệu Hiên. Anh trốn ra từ trại giam thành Kinh Châu Châu. Mọi người đều biết rồi. Các anh em, mời lão gia một chén rượu. Các anh em, nước nhà lâm nạn, giặc cướp hoành hành. Tướng sĩ Tứ Xuyên, sống chết có nhau. Giết, 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 giết. Lần này bộ chỉ huy sư đoàn giao nhiệm vụ muốn chúng ta tập kích bộ chỉ huy liên đội Ishihara ở vịnh Chuya núi Đại Qua. Tập kích bộ chỉ huy quân Nhật. Trận Thanh Phong lĩnh, tuy chúng ta giáng đòn mạnh vào hai lữ đoàn địch, nhưng chúng ta cũng thương vong trầm trọng. Sau cùng vẫn không diệt sạch lữ đoàn Ikeda. Tôi suy đi nghĩ lại, có lẽ là Tôn lão tổng nuốt không trôi cục tức này. Còn nữa, lần này là tập kích, không cần quá nhiều người đi. Vậy chúng ta dẫn bao nhiêu người? Một tiểu đoàn. Một tiểu đoàn à? Hơi ít rồi. Lão Tiền, anh đừng quên, chúng ta là đại đội biệt động trinh sát, trang bị tốt nhất trong cả tập đoàn quân. Lực chiến đấu một tiểu đoàn đủ rồi. Chưa kể, lần này là tập kích nhanh, người đi càng đông càng dễ lộ mục tiêu. Đúng. Máy bay bọn quỷ ban ngày bay tới bay lui trên trời. Một khi bị phát hiện hành động xem như thất bại, chúng ta chỉ có thể tập kích đêm. Nhưng từ chỗ trú đóng tới vịnh Chu Gia hơn 70 dặm, hơn nữa đều là đường núi. Nếu chỉ hành quân ban đêm, ít nhất cần 2 ngày. Vậy đi, ban ngày đi được thì đi, đi không được thì ban đêm hãy đi. Vậy chừng nào xuất phát? Xuất phát ngay. Truyền lệnh tôi.
Tập hợp đội chuẩn bị xuất phát. Rõ, rõ. Báo cáo trung đoàn trưởng, có phóng viên xin gặp. Phóng viên gì? Từ đâu tới? Anh ta nói từ bộ chỉ huy quân đoàn tới. Kêu cậu ta vào đây. Rõ. Trung đoàn trưởng Dương, chào anh. Tôi là Tiết Tuấn, phóng viên Nhật báo Hoa Tây. Bộ chỉ huy quân đoàn kêu tôi tới trình diện anh. Nhật báo Hoa Tây từ Tứ Xuyên tới à? Đúng. Là vậy. Tòa soạn chúng tôi mở một chuyên đề chiến địa. Bộ chỉ huy quân đoàn kêu tôi tới xem sự tích chiến đấu của quân Tứ Xuyên chúng ta. Dám tới tiền tuyến, lá gan cũng lớn lắm đấy. Không có, không có. Phải rồi, lát nữa cậu đi một vòng viết bản thảo giao lên là được. Tôi không rảnh tiếp cậu. Trung đoàn trưởng Dương, anh không muốn nhận lời phỏng vấn hay là không dám nhận lời phỏng vấn? Tôi bò từ đống người chết, tôi có gì không dám. Trung đoàn trưởng, tôi cảm thấy anh nên biết nhân dân Tứ Xuyên đã làm những gì vì kháng chiến. Nhân dân Tứ Xuyên nhịn ăn nhịn mặc vì kháng chiến, cống hiến 1/3 quân lương cho cả nước. Trong đội ngũ kháng chiến cả nước, cứ 4-5 người là có một người Tứ Xuyên. Tôi cảm thấy họ cần phải biết lương thực của họ đã đi đâu. Còn nữa, anh em họ hy sinh đổ máu trên chiến trường ra sao? Phóng viên Tiết, xin lỗi. Vậy trung đoàn trưởng, tôi tới đây hơn một tháng rồi. Tôi đã gặp rất nhiều quân nhân kiên cường như anh. Tôi có thể hiểu. Vậy đi, tôi cũng nói thật. Tuy tôi không phải là quân nhân, nhưng tôi không sợ chết. Tôi chưa từng cầm súng, nhưng tôi có nó không thua gì ngàn vạn binh mã của anh. Nhóc con không phục chứ gì. Được, tôi tác thành cho cậu. Chỉ cần cậu không sợ chết, cứ đi theo tôi. Được, cảm ơn trung đoàn trưởng. Ẩn nấp. Được rồi, xuất phát. Xuất phát. Đi, xuất phát. Má. Báo cáo trưởng quan, có người tìm. Ra ngoài đi. Rõ. Chào lão tổng, tôi từ Bắc Tứ Xuyên tới. Tôi cũng là người Bắc Tứ Xuyên. Vậy chúng ta là đồng hương rồi. Tôi đã đi đoạn đường rất xa mới tìm tới đây. Cô có chuyện gì? Tôi muốn tìm trưởng quan họ Dương. Anh ấy tên là Dương Bảo. Trưởng quan Dương đi chấp hành nhiệm vụ rồi, không ở đây. Cô có chuyện gì? Chồng tôi tên là Dương Trường Sinh. Trưởng quan họ Dương này từng gặp anh ấy. Hay là cô ở đây tạm vài ngày, đợi trưởng quan Dương về rồi tính. Vậy trưởng quan Dương chừng nào mới về? Họ đi chấp hành nhiệm vụ, chừng nào về thì cũng không rõ nữa. Hay là anh nói tôi biết đi, trưởng quan Dương đi đâu? Tôi tìm anh ấy. Vậy anh nói tôi biết đi mà, chúng ta là đồng hương, anh nói tôi biết đi. Trưởng quan. Được, nể tình cô là đồng hương, tôi nói cô biết. Trung đoàn trưởng dẫn đội đi núi Đại Qua chấp hành nhiệm vụ rồi. Núi Đại Qua. Được, cảm ơn anh nhé, đồng hương. Em gái,